Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món gà xào sả ớt. Nguyên liệu đầu tiên để làm món gà xào sả ớt này là mình có nửa con gà. Gà này mình đã rửa sạch qua nước gừng và rượu trắng rồi đó. Mình đã rửa lại rất là sạch rồi và chặt thành những cái miếng vừa ăn như thế này nè. Gà này mình chuẩn bị là 500 g. Tiếp theo đó là sả. Sả mình chuẩn bị là 5 cây sả, 3 củ hành tím, 2 trái ớt và 5 tép tỏi. Nguyên liệu tiếp theo đó là nước dừa nè các bạn. Nước dừa mình chuẩn bị nửa ly nước dừa. Dừa này là nước dừa tươi nha các bạn. Khi mà mình xào sả ớt á, có nước dừa tươi vô thì nó sẽ ngọt và miếng thịt gà nó sẽ ngon hơn. Và tiếp theo đó là muối, mình sử dụng 1/2 muỗng cà phê muối, 1/1,5 muỗng cà phê nước tương, và đây là bột ngọt nè, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê nước mắm và 3 muỗng cà phê đường. Tiếp theo đó là mình chuẩn bị dầu ăn nè. Đó là toàn bộ nguyên liệu để mình làm món gà xào sả ớt. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt sả. Mình chuẩn bị một chén nước nha các bạn. Mình cho vào chén nước thì một ít muối. Khi mà cắt sả, sau khi cắt cái ớt ra rồi đó, mình ngâm vào cái chén nước như thế này nè. Chút nữa cái ớt này mình sẽ để trang trí món ăn cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ đi ướp thịt nha các bạn. 1/2 muỗng cà phê muối mình cho vào đây, bột ngọt nè, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/5 muỗng cà phê nước tương này, 2 muỗng cà phê nước mắm. Tiếp theo là 3 muỗng cà phê đường. Và mình cho vào đây 1 ít tỏi. Tỏi mình đã băm rồi, cho 1 ít vào đây. Và cho 1 ít hành tím tươi băm nè. Bây giờ thịt này mình sẽ trộn đều lên cho thịt thấm gia vị.
đây là khoảng là 10 phút để cho thịt thấm vào đủ. Bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo này đã bật bếp rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho vào đây hai muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn bắt đầu nóng lên nè. Tỏi hành mình đã băm rồi nè, cho hết vào. Mình phi nửa nhỏ thôi nha các bạn, nửa nhỏ thôi, cho và cho hành với lại tỏi mình phi cho nó vàng nó thơm. Mình phi nửa lớn là nó sẽ mau đen cái miếng hành miếng tỏi của mình và nó không có ngon. Khi mà phi hành tỏi là mình phi ở nửa nhỏ thôi. Hành tím và tỏi mình phi nó bắt đầu là chuyển sang màu vàng như thế này rồi nè, và nó có mùi thơm rồi đó các bạn. Như vậy là được rồi đó. Gà nè các bạn, gà nãy mình đã ướp rồi nè, được 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho hết vào đây. Mình xào lên. Và bây giờ bắt đầu là mình mở lửa lớn lên. Mình mở lửa lớn lên, mình xào cho thịt gà nó săn lại và nó thấm gia vị. Mình chú ý là mình đảo đều lên cho gà nó thấm gia vị nha các bạn. Thịt gà nó thấm và nó xanh là thơm quá. Thịt gà của mình nó xanh lại như này là được rồi nè các bạn. Bây giờ nước dừa nè, nước dừa mình sẽ cho vào đây. Mình cho vào đây một ít nước dừa, không có hết nửa ly nước dừa đâu nha các bạn. Một ít, nó hơi xâm xấp gà của mình như vậy là được rồi. Gà này bây giờ mình sẽ bật bếp to lên cho nó sôi và nó chín miếng thịt gà luôn nha các bạn. Nồi nước của mình nó sôi rồi nè các bạn, nó sôi như thế này nè. Da gà giờ nó vàng nó ngon rồi, nhìn rất là hấp dẫn, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ nấu khoảng là 5 phút nữa cho nước gà nó cạn bớt đi hen các bạn. Gà mình xào nãy giờ nè, thịt gà nó cũng đã chín rồi đó các bạn. Gà nó chín nè, nó vàng nè, ngon lắm. Nó cạn nước như thế này rồi ha. Bây giờ ớt nè, ớt lúc nãy mình đã cắt miếng rồi, mình cho hết vào đây. Bạn nào mà mình ăn cay thì mình có thể cho thêm ớt. Rồi sả nè, sả nãy mình ngâm nước muối nó vẫn còn trắng tươi như thế này nè các bạn, mình cho hết vào và mình đảo lên ha. Gà của mình giờ nó có thịt thơm, nước nó cũng đã cạn sệt lại rồi. Ngon quá, thơm lắm các bạn, quá thơm rồi. Gà của mình nó sệt lại như này là được rồi ha các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp. Mình đã hoàn thành xong món gà xào sả ớt rồi nè các bạn. Gà nhìn rất là ngon, da thì vàng, ớt sả là nhìn rất là hấp dẫn. Gà xào sả ớt rất là thơm. Giờ mình sẽ gắp ăn thử nha các bạn. Gà kho thì thơm, rồi gà thì dai mềm, vị thì ngọt đậm đà, thơm phức luôn, ngon tuyệt luôn các bạn, ngon lắm. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hấp dẫn quá.